Hùng Đô Kiếu Ngạo. Có một cuộc thi bơi qua dòng sông toàn cá sấu, ai bơi qua mà vẫn sống thì được thưởng 10 tỷ. Rất đông người đứng trên bờ nhưng không ai dám tham gia. Chờ mãi rồi cũng nghe ù một phát. Có một người đàn ông nhảy xuống bơi. Nhìn anh ta vật lộn dưới dòng sông và bị cá sấu đuổi vô cùng thảm thương, mặt mũi tái xanh cắt không còn giọt máu. Nhưng may thay anh ta bơi rất nhanh và cuối cùng thì cũng sang bờ bên kia an toàn. Anh có thể chia sẻ một chút bí quyết của sự can đảm được không ạ? Can đảm một kiểu mốc quá. Tao đang đứng, tự nhiên có thằng nào nó đạp tao xuống à. Vậy sao anh không leo lên bờ trở lại? Bụng mày tưởng tao ngu lắm hả? Tao leo lên bờ cho nó đạp tao nữa hả? Tao mà biết thằng nào đạp tao á nha. Vợ anh ta đứng bên cạnh thì thầm. Em đạp ơi. Các bạn thấy không? Đằng sau sự thành công của người đàn ông luôn có bóng dáng của người phụ nữ.